Tiết mục vấn đáp chọn lọc sẽ tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị thính giả lắng nghe sau đây. Những linh hồn bị chết oan, tự sát hoặc bị trụy thai sau khi họ chết, tình trạng sẽ ra sao? Có phương pháp nào để cứu linh hồn của họ không? Những người tại thế còn không cứu được, người chết rồi thì làm sao mà cứu? Lúc còn tại thế, còn có trí huệ, còn có thông minh, còn có khái niệm lý luận mà còn không muốn nghe. Chết rồi lại càng khó hơn, phải không? Bây giờ sư phụ nói một trường hợp khác. Nếu chúng ta cố ép một người khác phải chết oan, chuyện này rất là phiền phức. Người tu hành cần phải biết, oan oan tương báo không bao giờ chấm dứt. Chúng ta cần phải lấy ân báo oán. Chúng ta phải dùng lòng từ bi để hồi báo cho lòng thù hận. Đem lòng từ bi hóa giải cho người oán hận chúng ta. Đây là một việc làm tốt cho chúng ta. Như vậy, chuyện ân oán của đôi bên sẽ được dứt đi. Sau này không còn ai thiếu ai, cho nên cũng cần phải xem tình trạng của người này, hiểu không? Nếu như họ là một người tu hành tốt, một người có đạo đức, người này sẽ hiểu rằng đó là nhân quả của họ, nguyện ý tiếp nhận, rồi còn cầu nguyện Thượng Đế tha thứ cho người đã giết họ. Nếu có quan niệm này, họ sẽ không còn vấn đề gì khó khăn nữa. Vạn nhất, nếu lòng thù hận của họ rất nặng, và cũng không có ai giảng đạo lý cho họ nghe, hoặc tự người đó chưa bao giờ nghe qua luật nhân quả, thì người đó sẽ cột mình vào ý thức sân hận. Hiểu ý của sư phụ không? Tự sát là một điều không tốt và vô cùng phiền phức. Những ai muốn tự sát, nếu như vì không đủ cơm ăn, có thể đến sư phụ để sư phụ nuôi. Kiếm không ra việc làm cũng có thể đến sư phụ nuôi. Nuôi đến bao giờ hoàn cảnh của quý vị tốt hơn mới thôi. Nếu như quý vị không biết sử dụng thân thể của mình, thì cho sư phụ mượn dùng. Sư phụ sẽ nuôi thân thể của quý vị, sau đó sẽ tìm biện pháp giúp quý vị sử dụng thân thể của quý vị, để được làm người hữu dụng trong xã hội, có ích lợi trong tu hành, và có ích lợi cho bản thân mình. Đừng bao giờ lãng phí thân thể này. Cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, xã hội cũng góp phần nuôi dưỡng chúng ta lớn lên. Chúng ta đã thiếu chúng sinh rất nhiều ân huệ, cho nên không được lãng phí cái thân người quý báu này. Nếu tự sát thì cần phải trải qua một thời gian rất lâu mới có thể giải thoát. Người tự sát sẽ bị rớt xuống một nơi rất đen tối, rất đau khổ, rất buồn bã. Đến cảnh giới vô cùng bi ai, trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể giải thoát. Cho đến có một ngày, người ấy cảm thấy quá buồn chán, mới có thể tỉnh dậy và làm người trở lại. Khi làm người cũng không thể là một người tốt, mà là một người khờ khạo, cũng là người mà chúng ta gọi là ngu. Bởi vì ngu quá cho nên cần phải trở lại làm người 2-3 lần mới có thể bình thường, mới có lại một chút thông minh, hiểu không? Cho nên, đừng bao giờ tự sát. Tự sát là một tình trạng phiền phức nhất, muốn cứu họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì tư tưởng của họ đã xuống đến một nơi mà trình độ vô cùng vô minh. Họ ngừng tại nơi đó, không thể nào kéo họ lên. Nếu như chúng ta nhìn thấy một người muốn tự sát, cần phải nên lựa cách giúp đỡ họ, tâm sự với họ, an ủi họ. Người muốn tự sát ấy chỉ cần có người chịu nghe và cảm thông. Họ sẽ thổ lộ tâm sự của họ, thì họ sẽ thay đổi, cái thoáng giây tự sát sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta cần phải giúp đỡ người, đó là cách trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không những chỉ có trách nhiệm với sinh mạng của mình, mà chúng ta mỗi người cũng cần phải là nghĩa sĩ vô danh của đường dây sinh mạng, cứu người cũng như cứu chính mình vậy. Những linh hồn của các thai nhi là một vấn đề rất đáng buồn. Vấn đề này có liên hệ với xã hội, không phải chỉ riêng cho cá nhân mà thôi. Khi chúng ta nhìn thấy một người mẹ giết thai nhi, chúng ta phỉ báng người ấy, công kích người ấy. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhìn lại bối cảnh của họ, nhìn lại hoàn cảnh của họ. Rất có thể người ấy thật sự không có tiền, không có năng lực để nuôi dưỡng em bé.
hoặc là do hôn nhân không tốt, không thể tiếp nhận thêm một đứa con. Nuôi dưỡng một đứa con cần phải hơn 20 năm săn sóc nó, dạy dỗ, nhẫn nại giải đáp mọi thắc mắc, giặt quần áo của nó, nhẫn nại với tánh hung hăng của nó, lo cho nó được thỏa mãn mọi nhu cầu về vật chất. Vấn đề của trẻ em còn quan hệ đến xã hội, không phải chỉ riêng trách nhiệm của người mẹ mà thôi. Ngày xưa lúc thời đại của Nghiêu Thuấn, đồ vật rớt trên đường cũng không ai nhặt, buổi tối ngủ cũng không cần đóng cửa. Còn hôm nay, mỗi cửa sổ trong nhà của chúng ta đều có gắn song sắt, mà chúng ta vẫn cảm thấy không đủ an toàn. Đó là bởi vì hoàn cảnh mỗi thời một khác. Xã hội ngày nay có quá nhiều tệ đoan như vậy, đây là điều thật đáng buồn. Làm cha mẹ cần phải có trách nhiệm. Nếu như không muốn sanh con, ngày nay có rất nhiều phương pháp để ngừa. Không nên đợi đến lúc phải giết đi một linh hồn vô tội. Đối với bản thân của người mẹ rất có thể không tốt. Tạm thời không nói đến sau khi chết, tình trạng của thai nhi sẽ ra sao. Chỉ nói đến cái hành động trụy thai này, thật là đã quá tàn nhẫn rồi. Cho nên trước khi trụy thai, chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta không cần nói đến vấn đề sau khi chết. Tình trạng sau khi chết lại đương nhiên là không tốt. Đối với động vật đã không tốt, huống chi là đối với người. Phụ nữ cần phải cẩn thận. Ngày nay có rất nhiều phương pháp để ngừa thai, không nên trụy thai. Còn linh hồn tự sát có thể cứu được không? Sư phụ đã giảng qua rồi. Người tại thế còn không thể cứu, làm sao mà có thể cứu người tự sát? Muộn rồi, muốn cứu không phải dễ dàng. Nhưng quý vị thử học pháp môn Quán Âm. Tu pháp môn Quán Âm năm đời sẽ được siêu sanh, nghiệp chướng tiêu trừ. Nhưng cần phải khổ công tu hành, thanh toán nghiệp chướng ấy rồi mới có thể cứu được linh hồn đó. Ngoài điều này ra, sư phụ không còn biết phương pháp nào khác hơn. Tu pháp môn Quán Âm, bất cứ nghiệp chướng nào cũng đều có thể tiêu trừ. Bất cứ người thân nào có liên hệ đến chúng ta cũng đều được siêu sanh. Họ không thành Phật mà là siêu sanh, không phải đọa lạc vào tam độ khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Về sau lúc trở lại làm người, sẽ gặp được minh sư, tự mình tu hành, tự mình thành Phật. Siêu sanh và thành Phật khác nhau, siêu sanh là giải thoát tạm thời, từ địa ngục lên thiên đàng, từ động vật thành người. Quý vị có hiểu không? Trong một đêm lạnh giá ra đầy, nhìn ánh sao trời bỗng một vì sao rơi ngời sáng. Mẹ Maria nơi hang đá Bethlehem, vinh danh Chúa sinh ra đời, thiên thần chắp cánh vây quanh. Mùa Giáng sinh năm nay tôi lại vui mừng Chúa ra đời, mừng Chúa ra đời có muôn màu hoa đang ngập lối. Một niềm tin Chúa ngôi cao, Chúa luôn ban phép cho người, muôn đời mãi mãi thương. Chúa ơi, mùa đông nghe gió lạnh về, con đang chân miền biên giới xa xôi. Đêm nay Chúa sinh ra đời, con nhìn từng hoa châu rơi, từng vì sao rơi, con nguyện cầu hai tiếng Chúa ơi. Lạy Chúa ban ơn cho Việt Nam bền vững muôn đời, hạnh phúc lâu dài xây đắp nền tương lai rực rỡ.
và từ đây trên khắp quê hương vang tiếng ca non nước thanh bình, quên những ngày chinh chiến điêu linh. Sao rơi ngời sáng, mẹ Maria nơi hang đá Bethlehem vinh danh Chúa sinh ra đời, thiên thần chắp cánh vây quanh. Mùa Giáng sinh năm nay tôi lại vui mừng Chúa ra đời, mừng Chúa ra đời có muôn màu hoa đang ngập lối, một niềm tin Chúa ngôi cao, Chúa luôn ban phép cho người muôn đời mãi mãi thương nhau. Chúa ơi, Chúa ơi, mùa đông nghe gió lạnh về, con đang chân mình